Kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới phát trên sóng đài phát thanh truyền hình tỉnh Hà Giang. Trong chuyên mục này, mời quý vị và các đồng chí theo dõi những nội dung chính sau. Phần tin phản ánh các hoạt động của Bộ đội Biên phòng tỉnh. Cuối chuyên mục là phóng sự những kết quả nổi bật ở đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 12 tháng 6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức hội nghị sơ kết giai đoạn 1 đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới giai đoạn 2014-2015. Đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo đề án, chủ trì hội nghị. Dự có lãnh đạo các sở ngành, lực lượng vũ trang của tỉnh, lãnh đạo 7 huyện biên giới và cấp ủy chính quyền 34 xã thị trấn trên địa bàn biên giới của tỉnh. Trong thời gian qua, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đã phối hợp với các sở ban ngành, các huyện biên giới, chỉ đạo cho các đồn biên phòng và các xã thị trấn biên giới trên địa bàn tỉnh Hà Giang tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cán bộ, nhân dân khu vực biên giới với nhiều hình thức, phương pháp khác nhau. Từ đó, đã từng bước giúp cán bộ và nhân dân nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm đối với việc quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, các âm mưu, thủ đoạn, chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Công tác phối hợp của các sở ngành trong việc thực hiện kế hoạch tuyên truyền thường xuyên được duy trì chặt chẽ. Việc phổ biến giáo dục pháp luật thông qua sân khấu hóa như lồng ghép các tiết mục văn hóa văn nghệ, tổ chức các đội tham gia thi tìm hiểu pháp luật trên địa bàn các xã thị trấn biên giới đạt kết quả tốt. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý nhấn mạnh, để tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả giai đoạn 2 của đề án, trước mắt cần nâng cao trách nhiệm của ban chỉ đạo đề án, đồng thời lãnh đạo các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang trong tỉnh thực hiện tốt hơn nữa kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ban ngành xây dựng chương trình kế hoạch trong việc thực hiện đề án. Sở Tư pháp tiếp tục xây dựng nội dung tập huấn bồi dưỡng, cung cấp tài liệu cho báo cáo viên. Ủy ban Nhân dân các huyện quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác tuyên truyền, tăng cường công tác kiểm tra giám sát và báo cáo việc thực hiện đề án về ban chỉ đạo kịp thời, đúng quy định. Tại hội nghị có 6 tập thể và 12 cá nhân được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2014-2015. Năm 2015, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chọn là năm huấn luyện kỷ cương, chất lượng. Do vậy, trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị đã tổ chức quán triệt, triển khai nhiệm vụ, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu một cách thiết thực, chu đáo, hiệu quả, vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Các đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang đã triển khai chặt chẽ, đồng bộ, toàn diện, hoàn thành các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, v.v. Trước khi bước vào tổ chức huấn luyện, các đơn vị đều xây dựng nội dung, chương trình báo cáo cấp trên phê duyệt và ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo về công tác huấn luyện, thường xuyên tu sửa các thao trường bãi tập, đặc biệt là thao trường bắn luôn được các đơn vị quan tâm, để phục vụ công tác kiểm tra bắn đạn thật đạt kết quả cao. Ngoài ra, các đơn vị cũng xác định tập trung vào thực hiện tốt các khâu đột phá, đó là đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc, khai thác, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật được trang cấp, rèn luyện, quản lý bộ đội, xây dựng đơn vị nề nếp, tác phong chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật của quân đội, pháp luật nhà nước và an toàn khi tham gia giao thông. Đồng thời tổ chức tốt các hoạt động chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 12 và tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện các chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong thời gian tới. Vừa qua, tại Tiểu đoàn Huấn luyện Cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới đợt 1 năm 2015. Dự lễ có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Khanh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, lãnh đạo các phòng, văn phòng và toàn thể cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện Cơ động. Thực hiện kế hoạch huấn luyện chiến sĩ mới năm 2015 của Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, ngay từ đầu năm, cấp ủy chỉ huy tiểu đoàn huấn luyện cơ động đã chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình thời gian biểu huấn luyện, giáo án bài giảng, thao trường bãi tập, mô hình học cụ, đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất để nâng cao đời sống cho bộ đội.
kết quả huấn luyện, đảm bảo quân số tham gia huấn luyện đạt 100%. Quá trình huấn luyện, 100% chiến sĩ mới nắm chắc các nội dung về điều lệnh đội ngũ, kỹ chiến thuật chiến đấu bộ binh, các động tác cơ bản của võ thuật, nội dung về điều lệnh quản lý bộ đội, nghiệp vụ pháp luật và công tác biên phòng. Kết quả kiểm tra cuối khóa các môn bài, 100% đạt yêu cầu, trong đó 75,8% khá giỏi. Đánh giá kết quả chung, đơn vị đạt huấn luyện khá. Tại buổi lễ, các chiến sĩ mới đã được nghe lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn huấn luyện cơ động, tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nội dung, chương trình theo đúng kế hoạch đã đề ra. Thưa quý vị và các đồng chí, công tác quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới và công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Nhóm phóng viên chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới xin phản ánh kết quả công tác này ở đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy. Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy được giao nhiệm vụ quản lý và bảo vệ trên 36,5 km đường biên giới, đứng chân trên địa bàn 5 xã Lao Chải, Xín Chải, Thanh Đức, Thanh Thủy và Minh Tân của huyện Vị Xuyên. Địa bàn khu vực biên giới đường xá đi lại khó khăn, đồi núi cao, sông suối bị chia cắt, dân cư trên địa bàn thưa thớt. Do vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại đơn vị phụ trách vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Trong đó nổi lên là các hoạt động khai thác, vận chuyển lâm sản, mua bán người, tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài trái phép, mua bán, vận chuyển, sử dụng các chất ma túy, trộm cắp tài sản, giả mạo giấy tờ xuất nhập cảnh qua biên giới trái phép, v.v. Để đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, cấp ủy, chỉ huy đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy đã chỉ đạo cho các đội và 3 trạm kiểm soát của đồn phối hợp với cấp ủy, chính quyền 5 xã và các cơ quan chức năng đứng chân trên địa bàn tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phòng chống, tố giác các loại tội phạm. Do vậy, trong thời gian qua, các vụ việc xảy ra trên địa bàn đơn vị phụ trách đã được giải quyết kịp thời, nhanh chóng, chính xác, không để tồn đọng kéo dài, phát sinh điểm nóng, gây mất ổn định tình hình về an ninh trật tự. Trong thời gian vừa qua, mà đặc biệt là trong cái thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, cơ sở và huyện Vị Xuyên cũng như tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng toàn quốc, thì đối với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy của chúng tôi đã quán triệt nghiêm túc cái chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về công tác quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới và cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy. Chúng tôi đã thực hiện nghiêm túc cái kế hoạch này, tăng cường các hoạt động tuần tra kiểm soát đoạn biên giới phụ trách, đặc biệt là các đoạn biên giới trọng điểm phức tạp. Đối với cửa khẩu Thanh Thủy thì chúng tôi tăng cường thêm cái lực lượng làm công tác quản lý kiểm soát xuất nhập cảnh qua lại cửa khẩu và duy trì nghiêm túc các hoạt động lưu thông biên giới qua lại đây. Đặc biệt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thì các đồng chí cán bộ nghiệp vụ của đơn vị là 100% là tăng cường cùng ăn, cùng ở, cùng làm và bám địa bàn. Chính vì vậy cho nên cái việc nắm tin tức tình hình và xử lý các vụ việc ngay tại cơ sở, dẫn đến là trong địa bàn trong cái thời gian vừa qua cho đến nay là địa bàn đảm bảo tuyệt đối an toàn, nhất là trong cái thời gian cao điểm diễn ra Đại hội Đảng. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phối hợp với các ngành chức năng đấu tranh ngăn chặn 47 vụ trên 66 đối tượng vi phạm về an ninh trật tự. Trong đó có 6 vụ trên 7 đối tượng vận chuyển lâm sản trái phép qua biên giới, thu giữ 20 khúc gỗ nghiến dạng thớt, 3 xe máy bàn giao cho các cơ quan xử lý theo pháp luật. Ngoài ra, đơn vị đã phát hiện thu giữ, tiêu hủy 23 kg pháo nổ do các đối tượng vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam. Đồng thời phối hợp với Phòng Phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Phòng PC45 Công an tỉnh và Công an huyện Vị Xuyên bắt 2 đối tượng cướp tài sản trên địa bàn, triệt phá các đường dây đưa phụ nữ trẻ em qua cửa khẩu Thanh Thủy sang Trung Quốc bán. Kết quả đã giải cứu thành công 5 vụ trên 8 phụ nữ trở về đoàn tụ với gia đình. Đồng thời cũng đã điều tra xác minh làm rõ hành vi phạm tội mua bán người qua biên giới của các đối tượng. Thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm của đồn biên phòng của quốc tế Thanh Thủy trên cương vị là đội trưởng phòng chống tội phạm ma túy
nhất là bản thân tôi cũng đã quán triệt cho các anh em trong bộ phận nêu cao tinh thần tự giác, khắc phục mọi khó khăn để thực hiện cái nhiệm vụ được giao, nhất là tăng cường công tác bảo đảm tình hình địa bàn. Trong cái thời gian qua về cái tình hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn đơn vị quản lý, nó tập trung ở hai địa bàn trọng điểm, nhất là ở đối với là địa bàn ở Lao Chải cũng như Minh Tân. Ở đây trong bộ phận chúng tôi cũng đã xác định đây là hai địa bàn trọng điểm, thực hiện cái kế hoạch đấu tranh cũng như là nắm tình địa bàn của đồn biên phòng của Cầu Tế Thủy. Thì tôi cũng đã giao nhiệm vụ cho anh em quán triệt cái kế hoạch sâu sắc đến anh em để anh em nắm rõ được cái công việc của mình cũng như là nắm rõ được các cái địa bàn trọng điểm để anh em có cái xu hướng bám nắm cái tình địa bàn và khắc phục cái khó khăn để quản lý địa bàn đảm bảo an toàn. Quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước và các chỉ thị của cấp trên về công tác đối ngoại biên phòng, đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy đã triển khai thực hiện tốt công tác đối ngoại. Qua các buổi hội đàm với tinh thần đoàn kết, hữu nghị, lực lượng quản lý bảo vệ biên giới hai bên đều tuân thủ các quy định về biên giới được chính phủ hai nước ký kết, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai bên biên giới qua lại thăm thân, giao lưu, trao đổi hàng hóa, phát triển kinh tế. Năm qua, các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, hoạt động của các loại tội phạm trên biên giới như mua bán phụ nữ, bắt cóc trẻ em bán qua biên giới, trộm cắp tài sản đã giảm đáng kể. Chế độ liên hệ, hội ngộ, hội đàm đã từng bước được hoàn thiện, duy trì giữ vững mối quan hệ trao đổi thông tin. Thông qua công tác đối ngoại, hai bên đã thống nhất giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên biên giới, tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ với chủ đề chung tay xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, ca ngợi Đảng, quê hương đất nước của mỗi bên, ca ngợi tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam Trung Quốc và những thành tựu của quân và dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn hai bên biên giới. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang, dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát các hoạt động qua lại tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy. Bằng những biện pháp nghiệp vụ đã ngăn chặn kịp thời các hoạt động vi phạm pháp luật xảy ra, đặc biệt là ngăn chặn cái tình trạng vận chuyển tài liệu trái phép sang nước ngoài. Kết quả là từ đầu năm đến bây giờ chưa phát hiện ra trường hợp nào vận chuyển hàng hóa trái phép và tài liệu trái phép ra nước ngoài. Trong công tác đảm bảo an ninh trật tự thì đơn vị đã tăng cường công tác kiểm tra tạm trú, tạm vắng và lưu trú đối với các người và phương tiện tại khu vực cửa khẩu, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong khu thời gian vừa qua. Có thể khẳng định, ngoài việc triển khai thực hiện công tác bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy còn làm tốt công tác đối ngoại với các lực lượng phía đối diện, đã tạo được mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác phát triển. Kết quả đó là biểu hiện ý chí, quyết tâm của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ tuyệt đối an toàn trong thời gian diễn ra đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong chuyên mục này lần sau. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các đồng chí.